Ok, hi, xin chào các bạn. Rồi, và chào các bạn đã lại quay trở lại với channel mình. Và mình là Vũ đây các bạn ơi. Như vậy là sinh nhật Liên Quân cũng đã diễn ra đâu đó là cũng được hơn tuần rồi đúng không? Hoặc là được một tuần, mình cũng không nhớ rõ nữa. Đấy, thì nói chung là thì sau khi với cái sự bùng nổ của Ari Thứ Nguyện Vệ Thần thì cái trang phục Vera và Aya cũng đã ra mắt ở trong Liên Quân rồi. Đương nhiên là Vera chưa ra mắt, nhưng mà mình là một người nhận trước đây. Vậy là mình sẽ có cái gì mà ở đây, AI I Love You này. Vera I Love You nhá. Đây, mình sẽ sử dụng cho bạn xem luôn. Thì đây là cái sẽ là nhân vật chính ở trong cái clip này. Thì trang phục này là được chuyển giao từ bên Phương Giả Vinh Diệu của bên Liên Quân. Hình như là bản gốc của bên này gọi tên là Đắt Kỳ vậy. Nói chung mình không nhớ rõ tên bản gốc là gì, nhưng mà nếu mà có sai thì các bạn thông cảm nhá. Thì đây. Đây là trang phục của Vera I Love You nha. Uầy, nhìn mấy của Rao xịn nhỉ. Hiệu ứng âm thanh rất là ok nhá, nghe quả nhạc ấy rất là hay nhá. Đấy, các bạn có nghe không? Mình vừa để một chút cho các bạn nghe âm thanh của nền, nói chung là background nền âm thanh của trang phục này ấy. Nhìn xịn sò vãi nồi, đẹp nhở, đánh giá trang phục được ấy. Mình sẽ test và chơi thử luôn nhá. Được rồi, giờ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ngày leo rank của mình cùng với Vera AI Love You nhá. Vãi nồi đặt quả tên đúng buồn cười thật, AI đấy chứ, ảo ma vậy. Đấy, cuối cùng mình cũng đã pick được. Nói chung là con Vera này thì cũng dễ pick ấy. Mình mà không được đi mid thì mình sẽ đi SP nhá. Thì hình như trận này là mình vác con Vera này đi SP nhá các bạn. Nói chung là mình cũng muốn xem thử hiệu ứng của con Vera này khi vô trong game nó sẽ như nào luôn nha. Trước khi mà lít ra cái trang phục của Vera ấy mà chuyển ra bên Phương Giả ấy, mình tưởng là cái trang phục gì mà của bên bản gốc của Vera này là cái trang phục kia nó mới đẹp. Cái trang phục này giống như con kiểu hồ ly lắm. Đấy, là mọi người cũng tưởng trang phục đấy. Mai về là Liên Quân chuyển trao cái trang phục này. Trời ơi, hơi buồn nhưng thôi không sao. Ít nhất là Vera vẫn có trang phục là vẫn vui được các bạn ơi. À, tên bạn pick tận 2 AD à? Đỉnh cao này. Pick tận 2 AD là hay này. Nói chung là chiêu mình thấy không có màu mè cho lắm. Nhìn nó cũng, nói chung là nhìn màu nhạt nhạt đẹp đẹp nhá. Cũng đẹp. Trời ơi, mày gắm tao chi vậy? Ôi trời, rặn ốc rặn. Ảnh rặn ác. Ảnh rặn tới. Ôi thôi xong rồi. Ôi trời ơi, anti luôn. Ghê vậy? Anti sớm vậy? Dí nó bạn. Bắn nó. Ui kìa. Ui không, thằng nó chết luôn. Ui giời, anh ngắm. Rồi thằng mít. Mít ôi trời ơi, ông mít. Rồi quay cho các bạn xem hiệu biến về luôn nhá. Mặc dù ở trên đánh đỉnh cao ấy, đánh căng căng ấy, nhưng mà thôi. Đây, còn đây hiệu biến về của Vera này. Con này làm con này không có hiệu biến về à? Ủa? Hồi giờ mấy cái trang phục chuyển giao thì mình thấy trang phục nào trang phục này cũng có hiệu biến về mà sao con này không có ta? Lỏ thế nhờ. Đánh giá là hơi lỏ nhá. Không được rồi. Đánh giá trang phục này là không tin cậy rồi. Kìa. Xong bay ơ. Ông này. Đó, phải thế chứ. Đúng rồi. Đúng rồi, bay lên đi. Nó hết chiêu rồi. Đó. Bạn ngon bạn ăn đi. Bay lên cho tao ơi. Đúng rồi, nó hết chiêu rồi. Đánh đi. Mày nhơn. Đi. Đòi ăn. Giết nó đi bạn. Xong bắn. Sao không bắn đâu. Ê, tính ra tem mình mấy ông này chơi dở nhở. Cái chiêu hai con này quan trọng vãi nồi mà toàn xài lúc hồi mình hôn là cứ không chịu vô nhá. Nhát thế không biết. Trời ơi, ông AD vãi nồi, ông AD bị whistle. À đâu, bị Alice solo kill. Holy fuck. Rồi, thằng Cap này chết chắc rồi đấy. Hết hồn, hết chạy. Trời ơi. Đúng là kiểu như là mình làm hết xong rồi kể ra bù cái nhẹ là có mạng này là tuyệt vời này. Hôn nó cái. Bay đi bạn. Đúng rồi đấy. Đó, mình làm hết rồi. Bạn chỉ cần việc như thế thôi. Dễ đánh, xài chiêu cái là xong rồi. Rồi nó đi rồi đấy, nó hết chiêu rồi đấy. Sao cơ? Đưa mạng đây, đánh thường. Phải thế chứ. Nhân, sao kẽ được tui bạn. Rồi, thằng này đi rồi. Thằng này đi rồi. KS. Anh Vũ KS. Dám giống kiểu khinh thường ấy. Dám cầm con cắt Fini chơi. Trời ơi, thanh niên eo su rặn. Mình bị hất tung tù lưa mà nó rặn không trúng à. Khó hiểu thật sự. Ủ, đâu ta? Đây này. Đi. Bạn chỉ kịp xài mỗi chiêu một thôi. Với mình thì xài full combo rồi. Bạn đi rồi.
Ồ, không về là hay này. Rồi, đi. Đi. Kết được luôn mà, tuyệt vời. Đúng rồi. Rồi, xong, đi luôn ha. Tạm biệt bạn. Hết chạy, hết cứu. Hết cứu. Hết cứu. Tôi còn cái min nhiễm mà sao ăn được. Ôi. Cay. Trời ơi, ăn không được mình cay lắm. Trời ơi. Một combo chết luôn mà. Chạy đi bạn. Đúng rồi, chạy đi. Tôi cứu. Ngon nhà vỗ. Vào đấy. Chạy đi bạn. Nó chết rồi. Nhơn, thứ mày hôn, mày bắn đi. Nhơn. Ôi trời ơi, ảnh rặn tới. Chưa một. Đi. Không tới tầm. Mày đòi ăn. Trời ơi. Ôi quả đấy tới tầm là các phim đi cũng chết rồi đấy. Đam mình giờ to vậy. Nhưng mà cũng không chê trang phục gì được. Đúng là nó không có cái hiệu ứng về thì chê thôi, nhưng mà hiệu ứng âm thanh của con này thì mình chơi từ nãy giờ là nghe kiểu tiếng rất độc quyền nha, kiểu âm thanh giả lập ấy, nghe âm thanh giả lập rất là hay luôn. Đấy, nghe tiếng giả lập nghe hay phết. Mày đi. Trời ơi, tính ra không cần xài chiêu nữa nhở. Không cần xài chiêu thêm một lần nữa ấy. Đam to vãi nồi. Hui. Nhơn. Ây da, mặt em đâu? Cay lắm, Alice cay lắm, nãy giờ toàn dí mỗi mình thôi. Thấy quả pha tốc biến cố gắng giết mình là biết rồi. Gì? Ui, nhưng mà đông quá, em xin lỗi. Ui, đông thế. Vai trưởng thật, đông ác. Rồi, tay bạn bắt đầu đi chung chung với nhau là toang toang đấy. Không, nhưng mà hết chiêu này. Đi. Ơ kìa, ủa. Sao mà sai chiêu buồn cười vậy. Ui, chết rồi, thằng Capini nó bắn hết. Ê, đánh nhây chút thua nha. Rồi. Bạn nghe câu sự thích ăn khế trả vàng chưa? Ăn một cây khế là phải trả gì? Ăn một quả khế là phải trả gì? Hả? Trả thế này đây bạn. Nhơn. Ăn mạng xong đòi chạy. Hết chạy. Ui, quét sạch luôn mà. Winnie. Xong win. Win rồi. Thế quả hôn gió mình chì vãi, tem ai cũng chạy hết. Win thì win đi, đánh nhây hồi thua giờ ấy, đánh hạng mới cứ. Nhưng mà mình thấy nó còn xấu hơn con kimono ấy. Cái này theo quan điểm của mình nhá các bạn, nếu thật. Nếu mà các bạn bảo so sánh con này với loại con kimono, mình còn bảo có khi chắc mình mua con kimono hơn con này ấy. Kimono ít nhất còn có à đâu, không có yêu biến về đâu. Mình quên, nhưng mà nó nhìn nó còn chỉ trị hơn đấy. Nói chung là được cái trang phục này hiệu ứng âm thanh của nó đỉnh. Ngoại hình thì nói chung cũng được. Thật là từ nãy giờ mình chơi game là mình chưa gặp một cái trận đấu nào mà tem bạn pick tướng bình thường luôn. Trận này lại hai thanh niên pick AD tranh lane. Ôi công nhận mình bảo mà cái rank tiếng Anh như cái nồi cắm heo, mình nói đâu sai đâu các bạn. Chạy đi thằng Yudu tới đấy. Chạy đi. Thằng Yudu nó tem vô này. Đấy. Bạn xài chiêu hay hơi sớm. Giết luôn, nó lướt rồi. Con cá hi đầu game có cái gì đâu. Hất tung nó về. Ôi, vào lẹt, what the hell. Đánh mà nhát. Tính năng con Kai nó chưa lấy cấp 4 thì sợ gì trời. Chuối phi nha. Mình bảo chuối phi mà. Còn top ở đâu? Đây. Yo. Đi. Đó. Đánh luôn. Đó, lui đi. Rồi, ghê. Ây da. Đồ phộng đau. Ôi da, ây da, đau. Đau nha. Ăn được mạng con đấy. Thơm. Đây rồi. Ôi trời ơi, mình tính tốc biến mà tự nhiên mình đang giữ chiêu 1 chứ fuck. Mình đang giữ chiêu 1 xong rồi phải xài chiêu 1 mới tốc biến luôn mà. À đâu, hên chưa kịp tốc biến, thôi kệ. Tôi đang xuống nha. Thằng AD này chết chắc rồi đó. Hay. Mày đùa mày. Ghê hả? Ây da. Ui, mình không kịp tốc biến luôn. Đây nè bạn. Đi mày. Ui, không đủ đam vãi nồi ạ. Không đủ đam mới cay chứ. Ây da, gì ghê vậy. Nên về được rồi.
Nhờ ơn bạn. Vô 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 vô. Cái này phải vô ấy, cái này phải vô ấy. Cái này là phải vô á, cái này là phải vô á, không vô không được á, không vô không được á. Không vô không được á. Không vô không được á. Ây, trời ơi, con Pen đang ở dạng bóng rồi mình xài chiêu hai không được. Đen chưa? Rồi đây bạn ơi. Ui, nó tốc biến luôn thì chịu. Ui giời ơi. Vãi nồi, sao, sao mình combo vô mấy đứa kia thì cảm giác đam không có mà xài vô văn nhau một phát chết luôn này. Đòi gì? Đòi bắt SP tui hả bạn? Dễ gì? Hai. Đi luôn. Ôi fuck. Vãi nồi, nó còn cái giáp ạ. Nó còn cái giáp mọi người ơi. Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê vậy? Tóc biến luôn ghê vậy? Để mình tóc biến lại mình trả đam lại bạn ha. Thôi win luôn rồi. Win luôn rồi. Win luôn rồi. Trời ơi. Ây da. Nhờ này. Cứ pick 2 AD là cái giá phải trả là thế đấy. Nói chung mình thấy con này Mark SS nó cũng hơi buồn cười đúng không? Nếu mà nói về trang phục này, nó giống như kiểu là một bộ trang phục đời lâu lắc ấy. Nó giống như kiểu Van Heo vũ khí tối thượng các bạn. Mặc dù là Mark SS nhưng mà lại không có hiệu biến về nha. Mình cứ tưởng là trang phục này sau khi mà chuyển ra con bên liên quân thì cũng có hiệu biến về, thì cũng phải chỉnh sửa hay là thêm hiệu biến về chứ. Hay là hoặc là chắc là do là mình đang có thẻ thử vẫn chưa ra mắt, chắc là phải chờ ngày ra mắt thì để xem qua đơn chuyện như thế nào nhá. Còn bây giờ thì mình mới test đăng thẻ thử thôi, nên chắc là liên quân vẫn chưa cập nhật, nên là cứ chờ thôi các bạn. Ừ, mày đấm đấy. Tưởng dám đánh thường cái là đi luôn. Ủa, chơi tóc biến bạn. Đi rồi. Dớ. Ôi chắc sao này. Mày bị điên à? Rồi. Mày đấm đấy. Mày đấm đấy. Nhơn. Tự nhiên được khai mạng free, chuối free, ngon đấy nhở. Đây nè, vô. Trời ơi, sao mà gà thế? God on Henty rồi. À quên, nó hết chiêu rồi, nhầm. Thằng này chết luôn rồi đấy. Trời hú hồn. Em xin lỗi. Em di chuyển hơi ngáo. Trời sao mà pha đấy mình di chuyển ngáo vậy trời. Rồi xong, nó ăn double. Ôi, ôi ăn double kill rồi. Ây da. Hú hồn mày. Cay à. Cay à. Lắm trò vậy. Ảnh cay rồi, ảnh cay rồi các bạn ạ. Ảnh cay rồi. Anh cay rồi, anh đứng rình mình luôn mà. Ôi á, ủa, thế xong rồi không nấy con bao chậm thế nhở? Ôi thôi xong rồi, đâu ra vậy? Ui, không, mình không nhìn thấy Alice các bạn ơi, thôi xong rồi. Ngô không có bao chậm nhở? Ừ, mình có cảm giác Ngô không có bao chậm lắm luôn ý. Tù ấy. Trong khi nó là một con tướng gõ cực kỳ nhanh nha. Ông đều không gõ được tù gác. Mày đùa tao ấy à? Mày đùa tao đấy à? Ác vậy, anti tóc biến các thứ ác vậy. Hú hồn mày. Ui rồi. Cái gì vậy? AFK à? AFK đúng không? Ừ. Hay vậy. Uầy. Ui mà chuẩn bị viết đơn xin lỗi Malok các bạn ạ. Ác rồi. Ghê, anti tốc biến các thứ. top rat, đỉnh, combo ác. Ôi trời ơi, vãi nồi ạ, mình còn chưa kịp xài thêm chiêu 1 nữa. Ôi trời ơi, ghê, đam rồi, siêu to khổng lồ, đam siêu to khổng lồ luôn. Vãi nồi ạ. Mình thả chiêu cỡ đấy thì chơi cái gì trời. Thật luôn đấy. Tem còn không thèm phá trụ mà thôi. Phá trụ đi. Tội tem bạn. Tem bạn hết cơ rồi. Mong biết các bạn nào như mình không nha. Mình chơi nick chính ấy thì mình leo rank khổ vãi nổi ra. Mà sao mình chơi cái nick phụ của mình, nick Vũ Gaming này thì lại dễ nhở. Công nhận cầm nick của bên Liên Quân cấp cho ấy là auto dễ. Còn chơi nick chính nó lạ lắm. Vừa nãy mình đang ở kim cương 1 đấy, chứ một hồi lên hẳn tiên anh 4-5 sao mà, tiên 5-4 sao mà, vãi nồi thật. Mình nói tính bảo là trận này trận cuối mình đi
À, trận cuối mình nghỉ mà ai dè thanh niên này à, mùa này chơi đúng pháp sư, thì như là chắc chỉ biết mỗi Dimitri thôi. Thế nên là anh ta giành len luôn, nên là mình quyết định là không biết là sẽ đi top với Dimitri thôi, chắc là mình đi top quá. Thế khổ thật sự mấy ông này, chơi không được thì nói một câu, phá len hoài. Trời ơi, bây giờ cái lên up tem như này sao chơi trời, bích tướng đúng chán đời luôn. SP còn Alit nữa. Thà trận này mình nói thật là SP là phải con tướng gì đấy đi, nhưng bây giờ SP Alit thì sao chơi trời. Top đi bạn, mình là mình hết đi được rồi đấy. Mình đi top, nếu mà con khác thì mình chơi được nhá. Chứ mà trận này top bên kia là Malok các bạn ạ. Nên là để cho con Kanishi kia đi top đi, Kanishi top sẽ ok hơn đấy. Chứ trận bên kia là Malok. Ơ, bên kia Jay fit top à. Đấy mà các bạn để ý không, từ nãy giờ mình chơi đâu đó là hơn trận này trận thứ tư rồi. Mà tem bạn với tem mình đâu ai ngạc nhiên về cái trang phục này đâu. Trang phục này không có gì đặc sắc à. Đây rồi, đấm đó. Chết bạn. Mày đi. Hết chạy. Chạy thôi. Ui rồi, ghê rồi. Rồi hết chiêu chưa? Ác chưa? Ghê à? Ờ, dụ nó để cho nó mất red, đúng rồi, dụ nó. Cho nó mất red luôn. Thôi xong rồi, chết tôi. Bạn ơi, đúng rồi, hất tung nó. Ây à, sao bạn không đi theo tôi? Bạn ơi. Ô, rồi mày đi. Dí nó luôn. Ây à, công nhận con cái nội tại của con Javid đầu game. À đâu, cái nội tại của nó trâu vãi nồi ra luôn đấy. Các bạn thấy xài chiêu không? Ây à, con Shiza. Ô ghê à. Ghê à. Ác liệt vậy. Dữ dằn vậy. Ê, trận này căng nha. Trận này trận cuối mình thấy ok phết. Mình cũng nói là trận này mình nghỉ luôn đấy. Xong rồi gặp tên bạn đánh căng phết đấy chứ. Ui, đây rồi. Một thằng này. Mê. Múa. Này thì múa này. Múa với chúng tôi. Mình còn chiêu bạn ơi. Ôi, hên là mình tính kỹ ấy. May phạt đấy mình tính được ấy. Vậy mà công nhận trên này căng nhá. Tên bạn thả diều đồ đánh ok phết đấy, không đùa đâu. Pha này không cần về đâu các bạn. Con đi luôn đến bình thường à. Chẳng có gì đâu. Ôi. Ây, tốc biến hồi nhanh đây. Mình vừa thấy nó tốc biến xong mà sao lại hồi tốc biến rồi. How. Rồi. Ui mà sao nó trâu thế. Ê, nó trâu thế. Thề nó trâu vãi. Vai trưởng thật, nó trâu vãi bìu ra luôn ấy. Ui, thôi toang rồi. Kiểu như vậy là kinh ấy. Đi mày. Thề vai trưởng trận này đánh căng thế. Ê, trận này tên bạn đánh kinh nhờ. Eo su đâu thì không biết. Ê! Ơ! Gì vậy trời? Sao chưa một mình không hồi ta? À! Hình như là vừa nãy cái có một con rơi nó bị lạc qua bên lạc qua bên con kia. Có một con rơi bị lạc các bạn ạ. Trời má thể nó trâu ác luôn đấy. Nó trâu vãi bìu ra. Ghê mày. Ghê vậy. Đừng tưởng tem bạn thả diều, tem mình cũng biết thả diều đấy, đừng có nhờn. Sao cơ? Vô. Vai biểu. Ấn ti lên, đúng rồi. Ấn ti lên. Nó bảo tem mình cũng biết thả diều mà đâu phải mỗi tem bạn đâu. Ui, nạc rốt đầu đây. Trời ơi. Không sao. Một đổi bốn là quá lời rồi các bạn ạ, à. Hay quá. Ê, tính ra tem mình trận này tem mình pick hơi lỏ nhưng mà thả diều tốt. Ui cái gì đây. Trời ơi ẩu vậy. À. Ui. Sao mà lên cao thế. Cái pha đấy tưởng lui mấy ông này ẩu vãi. Mình đang biến về nữa chứ. Cái này Shiza này cần phải vô á. Đi. Cuối cùng mày cũng đi. Thằng kia luôn. Hay bạn. Chia.
Shia, thằng Ilu chết rồi, Shia đi, Shia đi. Mất chuỗi siêu cấp cũng được, có Shia là ăn rồi, có Shia là con bách. Cứ ăn đi, lo cái gì. Trời ơi, AD về. Sao AD lại về? Trời ơi! Em lấy anh. Chịu luôn, chịu. Nghĩ khỏe. Trời ơi, ăn gần xong rồi ổng lui à. Vãi thật. Tính ra là ăn con Shiza đấy nhá. Ăn xong rồi, chỉ cần thả con đấy ở đường top là thằng Elsu không có phá được. Nó đi về. Vãi nồi thật. Trời ơi, tư duy gì đây? Vãi trưởng thật sự. Thà biết vậy va vào đấy mình về cũng được. Ráng ăn đi. Tự nhiên đi về. Hai con pháp sư thì làm sao mà ăn được con Shiza trời. Thế trận cuối thì đúng đen luôn ấy, gặp ông thần này nữa.